Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Huyền cùng với các anh chị đồng nghiệp vừa có một buổi chia sẻ về cơ hội hợp tác cùng với Manulife Việt Nam trong một không gian văn phòng rất là chill chill như thế này ở trên tầng 14 văn phòng nơi Huyền đang làm việc. Thực sự thì rất nhiều lần chia sẻ rồi, nhưng ngày hôm nay khi mà đứng nói với chuyện với những anh chị 7X, 8X, 9X và cả 2000 nữa thì cảm xúc nó rất là bồi hồi quay trở về cái thời điểm cách đây 11 năm khi mà mình bắt đầu tìm hiểu về công việc. Cảm xúc này mình đưa đến cho mình một cái sự mình rất biết ơn đến với những người đã chia sẻ với mình về bảo hiểm nhân thọ, và biết ơn cái người mà đã dẫn dắt mình, đưa mình đến với công việc này để mà ngày hôm nay mình có thể tự tin đứng đây để có thể chia sẻ lại cái hành trình cũng như là cái trải nghiệm, cái cảm nhận của mình đón nhận được điều gì khi mà đến với nghề tư vấn viên, với những người đang tìm hiểu, đang quan tâm và cũng đang rất nhiều những cái thắc mắc. Và mình ấn tượng với một cái chia sẻ của một bạn làm công việc kế toán, học kế toán, ra trường làm kế toán, và ngày hôm nay khi đến tìm hiểu công việc tại Manulife với những cái chương trình khóa học và chương trình học phát triển bản thân, thì bạn có nói với Huyền một điều rằng là: chị ơi, thực sự nghe chị chia sẻ xong em cảm thấy rất là hối tiếc vì khi mà em là sinh viên, khi mà ra trường mà em lại không biết đến Manulife sớm để em được cơ hội vào đây thực tập và em được đào tạo về kiến thức, về kỹ năng, về phát triển những mối quan hệ và về những kỹ năng mềm giúp cho em tốt hơn trong công việc. Khi đó ra trường xong thì em cũng nộp hồ sơ đi các nơi mà em chưa hề biết đến Manulife như thế nào cả. Em nộp vào ngân hàng, em nộp vào các công ty tài chính để em được xin thực tập thôi. Thế nhưng mà không có nơi nào nhận hết. Sau này thì đến khi mà đã xin được việc, tìm được công việc rồi và em mới được biết đến thông qua một sự giới thiệu, mới biết đến Manulife và em đến với sự tò mò xem thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay khi nghe xong thì em thực sự rất là cảm thấy là hào hứng với một cái nơi mà nó sẽ giúp cho mình có thêm rất là nhiều những cái trải nghiệm. Và nghe chia sẻ của bạn xong thì Huyền cảm thấy thực sự là rất là vui, bởi vì hàng ngày công việc của những người tư vấn viên là sẽ đem những thông tin của công ty, đem những cái kiến thức mà mình được học đem chia sẻ với tất cả mọi người. Có những người sẽ đón nhận luôn và có những người chỉ suy nghĩ để đấy thôi, hoặc thậm chí có những người từ chối. Nhưng đấy là công việc của những người tư vấn viên. Và mỗi một lần nghe những cái phản hồi như vậy thì đó chính là những cái động lực để giúp cho bản thân mình tốt hơn, công việc của mình cũng sẽ ngày càng nỗ lực hơn để có thể chia sẻ được nhiều người hơn nữa. Và nếu như những anh chị em nào đang còn mong muốn có một môi trường được học tập, được phát triển bản thân, được khai phá tất cả những khả năng, những cái điểm mạnh của mình, tìm kiếm một nơi có thể cho mình một cái khoảng thời gian linh hoạt để mình có thể tự xem cái mong ước của mình là gì, để từ đó mình vun bồi những cái kiến thức, những cái kỹ năng để thực hiện những cái mong ước đấy, thì hãy nhanh chóng nộp hồ sơ tham dự chương trình học tập của Manulife nhé. Bởi vì đây là một chương trình học vô cùng tuyệt vời. Và hôm nay thì Huyền có chia sẻ với các bạn trong quá trình tìm hiểu một câu rằng là: nếu như khi bắt đầu chúng ta sẽ không biết rằng chúng ta sẽ làm được những gì, chúng ta sẽ làm được bao nhiêu lâu, chúng ta sẽ thành công hay là chúng ta sẽ thất bại, nhưng chắc chắn một điều rằng chúng ta sẽ không có gì nếu như chúng ta không bắt đầu từ ngày hôm nay. Chính vì vậy chỉ cần bắt đầu từ những bước cơ bản nhất, từng bước một, và cứ thế chúng ta sẽ tiếp thêm những cái kiến thức, kỹ năng còn đang thiếu hụt của mình trên cái hành trình cuộc sống của mình, sẽ giúp cho mình có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và chúc cho những anh chị em nào có cơ duyên xem được video này của Huyền thì có thể biết đâu đó sau này sẽ trở thành đồng nghiệp của Huyền tại Manulife trong thời gian tới nhé. Xin cảm ơn mọi người và mong mọi người sẽ chia sẻ video này cũng như chia sẻ với nhiều người hơn nữa để cũng có thể biết đến Manulife sớm hơn, tránh sự nuối tiếc giống như cái bạn mà hôm nay chia sẻ với Huyền trong cái buổi cơ hội hợp tác cùng với Manulife ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chia sẻ tiếp theo.